Đấy, xem cái cửa hàng này. Biết là cửa hàng đấy rồi nhưng mà nó còn gốc cây đào khó lắm. À đây là cửa hàng này này. Bình này đó. Đây này, đây cửa hàng này này. Đây này, chỗ này. Đấy. Đấy. Gốc cây đá toàn đá. Bình luôn đi. Bình cái mắt cho gốc cây. Bình phải mắt à. Bình phải mắt à. Thôi thôi. Điều của cái đấy xem. Trời nó sắp mưa này, rắn nó ngược. Đấy, thấy không? Biết rồi. Trời nó sắp mưa này, rắn ngược bầy rồi. Trời kiểu này một ngày hai sẽ bị mưa to lũ lụt đấy mà. Ê, bắt đi. Đây. Chèn đâu luôn. Kìa. Ôi, chết rồi. Lôi ra, Kéo này dán vào. Đây rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn.
cỏ nhiều cẩn thận nhé. Rồi rồi. Được chưa, được chưa? Cỏ nhiều đấy, cẩn thận nó vước đầu lên là hỏng đấy. Ui ui, cỏ mắc quá. Nó nhiều cỏ này rất nguy hiểm. Ui, tận thế. Thằng chín sẹo năm ngoái bị cắn cũng vì đi bắt kiểu mắc cỏ này, về mất một ngón tay đấy. Rắn này, khả năng rắn này nó lớn một tinh tinh không ạ? Ông trời sắp ông bão rông rồi, cắn được bầy. Nhưng mà Lê, Lê phải thành tinh thì nó mới phụt được lửa không ạ? Tinh cái gì? Ngoài hoa mắt thôi. Lửa cái mà. Nó phụt vào mắt. Kiểm tra xem còn không? Còn không? Hết rồi. Kiểm tra kỹ đây. Có phải hết rồi. Hết rồi, đi đi. Hay là đào, 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 đào tiếp cho quả nó. Hết rồi, thôi. Kiểm tra. Kiểm tra nếu hết rồi thôi. Sợ nó để con rút rút chứ chẳng mà sắp bão rồi. Về về có mưa. Rồi đi đi. Thôi đi. Này, nó gần mưa. Ui. Xích cái bọc nào không? Đây. Đi đi.